Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là bản tin khẩn cấp cơn bão số 9 đang diễn biến hết sức là phức tạp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Đến 8 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 16 giờ hôm nay ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 110,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là khoảng từ 90 đến 120 km/h, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng từ 150 km tính từ tâm bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là khoảng từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông, đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục yếu thành một vùng áp thấp trên biển khu vực Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 112,0 đến 118,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền trong hoạt động trên biển khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh từ cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 10 đến 15 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, ngày hôm nay có gió mạnh từ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 10 mét, biển động rất mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo mô hình dự báo sớm GFS thì đến ngày 21 tháng 12, khả năng trên vùng biển phía đông Philippines hình thành thêm một vùng áp thấp nhiệt đới khác di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc hướng về phía Philippines, không loại trừ trường hợp có thể mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm nên độ chính xác chưa cao vì tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cơn bão này trong những bản tin kế tiếp. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi tiếp những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.